Dạ vâng, rất vui khi cũng như thường lệ chúng ta gặp nhau vào thứ hai đầu tuần để review cho thị trường cũng như là những khía cạnh mà chúng ta quan tâm cho những cái phiên giao dịch mới. Hôm nay đương nhiên rồi, một phiên giao dịch thú vị đúng không ạ? Sẽ có rất nhiều quan điểm khác nhau ở vùng thị trường này, đặc biệt là sau một cái phiên mà thị trường cuối phiên, đầu phiên thì rất là hưng phấn, giữa phiên cũng rất là hưng phấn. Nhưng cuối phiên chúng ta thấy là hạ nhiệt đúng không ạ? Sẽ có nhiều sự tranh luận về quan điểm thị trường ở vùng này. Sẽ có người nói là vượt 1350 rồi, chúng ta sẽ có một cái xu hướng tăng mới. Cũng sẽ có những người có thể là bảo thủ như mình đưa ra những cái dẫn chứng nói rằng là không có một cái xu hướng tăng mới nào ở đây cả. Và cuối cùng chúng ta hãy cứ đưa nhau với nhau ra những quan điểm để làm sao xây dựng được một cái góc nhìn nó trở nên đa chiều nhất, đúng không ạ? Mình cũng không chắc là mình đúng, và các anh chị cũng vậy, thì thôi cứ tham khảo góc nhìn của nhau mọi người nhé. Nhưng thị trường Việt Nam cũng là một cái mà mình nghĩ là nó là phụ trong cái buổi mà mình sẽ cùng review ở đây, bởi vì cá nhân mình hôm nay mình sẽ có một cái chủ đề mình nghĩ là đáng quan tâm và đáng nói hơn, đó là chủ đề về về lên thị trường, một chủ đề mà có lẽ là các anh chị cũng đã quá quen thuộc với mình rồi. Và ở thời điểm tại mình nghĩ rằng là cá nhân mình cũng sẽ có nhiều điều để thực sự là có thể thảo luận với anh chị ở trong cái buổi ngày hôm nay. Tuần trước thì mình đã nói rồi, nếu các anh chị có theo dõi mình thường xuyên thì có lẽ là cái diễn biến lên thị trường ở thời điểm tại nó không bất ngờ với các anh chị. Mình theo dõi thường xuyên và từ tuần trước mình đã nói rằng là mình nghi ngờ rằng sẽ có nhiều dấu hiệu không tốt trên bức tranh lên thị trường. Tuần trước thì mình cũng đã nói rồi là đã lâu lắm rồi. Tuần trước thì mình nói là theo hướng là mình không đưa ra quan điểm tốt hay xấu, nhưng đã từ lâu lắm rồi. Ví dụ như là đồng hồ của những cái chiếc kim lên thị trường có những cái loại tài sản khác nhau thì đã lâu lắm rồi nó mới cùng nhịp như vậy. Nó mới cùng nhịp như vậy lên xuống, ví dụ cái này lên cái kia xuống, cái này lên cái kia xuống, những mối quan hệ lên thị trường nó mới nhảy cùng nhau, nó mới đi cùng nhau một cách nó gọi là cùng nhịp điệu như vậy. Nên thông thường là với những cái vận động như vậy ấy, thì không nói là theo chiều tích cực hay là chiều tiêu cực thì sẽ kéo theo sau là những biến động lớn. Và thực tế là hôm nay chúng ta thấy rằng là đang có những biến động rất lớn trên bức tranh lên thị trường. Vậy thì bức tranh lên thị trường đã điểm hay chưa, và thực sự nó có nguy hiểm hay không, thì chúng ta sẽ cùng cùng nhau nói, cùng nhau thảo luận ở trong cái buổi ngày hôm nay. Hôm nay thì cá nhân mình nghĩ là thị trường Việt Nam hơi rướn, cá nhân mình nghĩ là như vậy. Nghĩa là thị trường chúng ta tăng tăng đầu phiên tiếp đà hưng phấn, nhưng thực sự đâu đó không biết là dù phớt lờ hay là dù cố ý thì trước sau gì mình nghĩ là chúng ta cũng phải nhìn vào bức tranh lớn. Hôm nay thì một số nội dung mà chúng ta có thể nói với nhau thì chắc là đầu tiên là nói về lên thị trường. Mình nghĩ là đang đối diện với thời khắc quan trọng. Và thứ hai là cái vụ vỡ nợ doanh nghiệp ở Trung Quốc và những tác động tới tâm lý. Và thứ ba là mình muốn thảo luận về góc nhìn của mình, là nhiều người hỏi mình lắm. Thứ sáu tuần trước nhiều người hỏi mình đó là thị trường vào sóng tăng mới hay chưa? Em có còn bảo thủ hay không, Hạ Huy? Em có còn giữ quan điểm hay không? Thì mình vẫn nói là mình vẫn giữ quan điểm, và giữ quan điểm ở đây là nghĩa là thị trường chưa vào hình thành xu hướng tăng. Chúng ta có xu hướng giảm, xu hướng đi ngang và xu hướng tăng. Thì thông thường mọi người cũng chỉ nói nghĩ tới việc là không giảm thì tăng, nhưng chúng ta còn xu hướng đi ngang nữa. Nên là cá nhân mình nghĩ đi, thì cái phiên hôm nay này nó chưa hẳn là xấu, nhưng nếu mà giả sử phiên hôm nay tăng luôn á, mình cũng nghĩ là thị trường chưa đủ điều kiện để bước vào một cái nhịp sóng tăng mới. Vậy thì đó, những cái điều kiện cụ thể nó sẽ là gì thì lát nữa mình cũng sẽ trao đổi cụ thể. Và cuối cùng là cái bước 4 cho một chặng sắp tới, thì chúng ta có những cái gì ở phía trước. Nhưng dù gì đi nữa, có lẽ là mình nghĩ rằng là bức tranh chung, bức tranh lớn nó sẽ là một phần rất là quan trọng. Mà dù cái quan điểm của chúng ta như thế nào thì sau khi cái chiếc kim đồng hồ nó đã điểm, nó đã có câu trả lời rõ ràng, thì câu trả lời đó nên được tôn trọng. Bởi vì không ai có thể là không thị trường nào, không ai, không nhà đầu tư nào có thể tránh khỏi sự tác động của bức tranh lớn đó.
Đó. Thì chúng ta cùng nhau phân tích như vậy. Thì đầu tiên thì mình nghĩ rằng là lên thị trường thì thời khắc tăng mạnh. Nếu mà để nói là mình muốn mọi thứ nó ổn hay không, mình muốn mọi thứ nó ổn hay không, thì đương nhiên ai cũng muốn tất cả mọi thứ là tốt lành, ai cũng muốn mọi thứ là tốt đẹp đúng không ạ? Nhưng như này, lâu lắm rồi mình mới thấy, tuần trước thì mình mới thấy rằng là bức tranh lên thị trường nó hội tụ, nó cùng nhịp. Thì tuần này thì bức tranh dần dần nó lộ rõ ra, giống như là một bản nhạc rất hay, một bản nhạc rất hay đúng không ạ? Nghe những nốt đầu là chúng ta thấy là rất là hài hòa, nhưng mà sau đó thì là một bản nhạc vui hay một bản nhạc buồn thì chúng ta phải nghe thêm tới một khúc nữa đúng không ạ? Thì đã có cái bản nhạc đó rất là hài hòa, có nhiều nhạc cụ chơi với nhau một cách, những nốt đầu nghe là đã thấy hài hòa rồi, nhưng sau một tuần thì mình thấy là nó xấu và mình có cảm giác thôi. Mình cái bối cảnh đó, quan điểm cá nhân thôi nhé, bối cảnh đó thì mình nghĩ là bối cảnh xấu, bối cảnh xấu nó có nhiều nét tương đồng quá với, ở đây mình nói là về diễn biến các loại tài sản thôi, thì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ này thì mình đã thấy là hôm nay thì giảm nhưng mà trong thời gian qua đã tạo đáy và đang ở ngưỡng kháng cự và có lẽ cũng chỉ đợi một cú kích hoạt thôi, cái kết quả họp của Fed thôi. Thì nếu mà bứt có diễn biến bất lợi thì có thể bứt và chuyển sang trạng thái tăng mạnh. Thị trường chứng khoán thế giới thì mình có hay nói với anh em á, là mình nói là thị trường Việt Nam thì mình không biết, em không biết, nhưng mà thị trường Mỹ thì khả năng cao, nhiều anh em lắm, nhiều anh em có thể kiểm chứng cái đó. Thì mình hay nói là thị trường Mỹ khả năng cao là rơi vào nhịp nhịp chỉnh mạnh, thì nó đang diễn biến theo đúng cái cách như vậy. Ở châu Á thì thực ra cũng rất là mạnh, châu Á thì cũng rất là mạnh. Hàng hóa thì sau một cái đà tăng mạnh thì mấy hôm nay giảm mạnh rồi, nghĩa là tại sao ở đây đều là tiêu cực nhưng đây là tăng mạnh, còn đây đây lại là giảm mạnh, thì thực ra là cái pha của thời điểm tại này nó còn già hơn so với cái pha năm 2018, nghĩa là hàng hóa tăng mạnh gây lạm phát đúng không ạ? Thì thực ra là cái pha hiện tại nó còn già hơn, nghĩa là tất cả các loại hàng hóa đều tăng mạnh rồi, bây giờ nó qua cái vùng đỉnh một chút rồi thì bây giờ bắt đầu là có qua bước giảm rồi, nên là xét về cái thị trường hàng hóa thậm chí là nó cái pha nó còn già hơn, cái pha lên thị trường nó còn già hơn. Nên tại sao các chị có thể thắc mắc là bên này tăng bên này giảm mà đều nói là đều tô đỏ là như vậy. Đồng đô la thì đương nhiên rồi, một trong những động thái rất đáng chú ý các chị xem thử, thì tăng mạnh, và tiền kỹ thuật số chúng ta thấy là Bitcoin đang giảm rất là mạnh. Đồng đô la này sẽ gây bán tháo ở các thị trường mới nổi thôi, hôm nay thì thị trường Việt Nam không bán tháo đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay thì một phần mình nghĩ là nó tới từ cái đà bán tháo á, mình nghĩ là nó cũng xuất phát ít nhiều từ một số cái nhà đầu tư châu Á đúng không ạ? Thì nhà đầu tư châu Á thì mấy hôm nay thì có vẻ là nghỉ nghỉ nghỉ, mình thấy là ở Nhật này, ở Trung Quốc này, ở Hàn Quốc này, ở Đài Loan này đều nghỉ trung thu ít nhiều, rất là nhiều. Các thị trường nó cũng không giao dịch, cũng rất là may là ngưng giao dịch hôm nay, mà chỉ có mỗi anh Hồng Kông là thị trường lớn thôi thì giao dịch thì giảm có lúc 4%. Mình nhìn thấy trong khu vực thì Thái Lan và Indo cũng giảm đâu đó cũng hơn 1%, có Việt Nam là trụ khá là vững và cuối phiên thì mới 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 có dấu hiệu xấu thôi. Thì đó, nói chung là mình thấy rằng là có nhiều dấu hiệu mà đúng là chúng ta cần phải theo dõi rất là sát, và thực sự mà nói thì mình nghĩ là mình lo bởi vì nó hội tụ mà đang diễn biến theo hướng xấu. Đương nhiên thì cái câu trả lời rõ ràng thì mình nghĩ là sẽ có trong cái sau khi Fed họp ngày 20 21 đúng không ạ, thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn, nhưng ở hiện tại mọi thứ đang đi theo một cái hướng nó khá là xấu, giống như là thời khắc đã điểm. Đây là chỉ số đồng đô la và như chúng ta đã đề cập rồi, mình vẫn duy trì quan điểm nhé, mình vẫn duy trì quan điểm. Có nhiều anh em hay có chơi FX ấy, mà có tham khảo ý kiến của mình ấy, thì có những anh em hay hỏi thì mình nói là mình không chơi thời gian qua ngắn, nhưng mà nếu mà để hướng giao dịch chủ đạo mình sẽ long đô la, short vàng, long đô la, short vàng, short hàng hóa và một số chỉ số lớn ấy, là cũng có thể short. Đó, bức tranh lên thị trường nếu mà nhìn lại như vậy thì đúng là từ cái thời điểm mà tuần trước chúng ta nói với nhau đúng không ạ, thì đồng đô la lại một lần nữa tiếp cận vùng mình nghĩ là nhạy cảm, mình nghĩ là hết sức nhạy cảm. Thì thực ra là nếu mà vượt 93.5 ở đây nữa thì có lẽ là lúc đó thì lợi suất trái phiếu chính phủ cũng tăng thôi, rồi đồng đô la thì thực ra là cũng tăng mạnh ở đây thì cũng không, ở đây thì cũng 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 không đùa được, cũng 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 không đùa được với cái diễn biến này. Và
Cũng từ rất là lâu rồi mình mới thấy là VIX, chỉ số đo lường biến động nó tăng cao tới mức như vậy. Sau thời gian rất là lâu sóng yên biển lặng thì cũng tới thời điểm mà VIX nó cũng đã vượt 20 trước cái phiên họp của Fed và trước những cái diễn biến lên thị trường ở bối cảnh hiện tại. Thì xét chung với bối cảnh lên thị trường đó thì cái tổng hợp của mình thì mình thấy là đáng có nhiều điều phải nghĩ, đáng có nhiều điều phải nghĩ, đáng có nhiều điều phải quan sát. Mình cũng không hiểu tại sao là thị trường Việt Nam đầu phiên nay hưng phấn tới mức như vậy, khi sáng mình mở cửa ra là đã thấy là Hang Seng giảm hơn 3%. Đó cũng có lẽ là chúng ta hưng phấn quá, chúng ta phớt lờ. Nhưng lời khuyên, cái này cũng phải lời khuyên nữa, mà có lẽ là cái quan điểm cá nhân của mình ấy, thì mình muốn nói là mình ở đây mình chưa đề cập tới cái vấn đề là thị trường Việt Nam sẽ tốt hay xấu nhé, sẽ tăng hay giảm ở đây nhé. Mà mình nghĩ là đối với chúng ta giao dịch cổ phiếu đi, hay bất kỳ hàng cái loại nào, loại tài sản nào, thì những động thái đáng chú ý như này này thì nếu không chú ý thì là lỗi của chúng ta. Và nếu thực sự là có anh chị nào mà đã đu cao ở vùng, ví dụ như là vùng đỉnh hôm nay ấy, thì cái đó hoàn toàn lỗi của các anh chị thôi. Thực sự những cái điểm cơ bản như này thì đương nhiên là chúng ta phải nắm. Mình hay nói đó là nếu mà lái xe mà chỉ nhìn phía trước thôi, ví dụ giao dịch thị trường Việt Nam mà chỉ nhìn thị trường Việt Nam thôi, thì giống như là chúng ta không nhìn qua hai bên, chúng ta không nhìn qua cửa sổ đó, chúng ta không nhìn gương chiếu hậu, chúng ta không nhìn đèn giao thông đó, cái kiểu như vậy. Thì nếu mà hôm nay các anh chị đu cao, mình không nói là thị trường Việt Nam không tăng được nữa, lát mình sẽ review riêng, nhưng đây là những động thái mà hết sức là chúng ta cần cần đấy, cần cần đáng chú ý, như bạn đang đi theo hướng rất xấu. Cái nội dung thứ hai là mình cũng muốn thảo luận về vụ vỡ nợ, đúng không ạ? Vỡ nợ của một doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc thì chúng ta cũng đều biết rồi. Hang Seng hôm nay giảm như thế nào, đúng không ạ? Và trang nhất của Bloomberg cũng đang nói rất nhiều về thị trường nhà thế giới này, các vụ vỡ nợ này. Mình nghĩ là đây, cá nhân mình nghĩ là với cái hệ thống tài chính của Trung Quốc á, thì vấn đề nợ nó đã được cảnh báo từ lâu rồi. Thì mình nghĩ đây có thể là không phải là vụ duy nhất, cá nhân mình nghĩ là vậy. Mình có nghiên cứu về thị trường nợ, đặc biệt là đó, thị trường trái phiếu của Trung Quốc tiềm ẩn rủi ro là cao. Thì đây là cái điều mà nếu nếu mà nói ra thì có lẽ là cái chị không ấy, nhưng mà thực chất là đây là vấn đề mà trước sau gì thôi. Nếu ai mà có theo dõi sát những cái thông tin về thị trường Trung Quốc thì cá nhân mình nghĩ là không bất ngờ đâu. Mình không biết, nhưng mà nếu mà nó xảy ra thì mình không bất ngờ. Đương nhiên là chúng ta không thể đoán được thì nó mới xảy ra. Nếu mà vỡ nợ kiểu này, Lehman Brothers ngày trước hay là bây giờ ở Trung Quốc á, thì mình không bất ngờ, không đoán được, nhưng mà nếu mà xảy ra thì không bất ngờ, tại vì cái rủi ro nó cao thì từ lúc nào đó thì nó bể ra thôi. Thì hôm nay thì chúng ta cũng đều biết rồi, rủi ro từ Fed, rủi ro từ Lehman Brothers châu Á, đúng không? Thì đây là chỉ số Hồng Kông thôi, thùng đáy. Và hôm nay Hồng Kông là thị trường lớn giao dịch duy nhất giao dịch, đúng không ạ? Và đúng là chúng ta thấy là đà rơi rất là khủng khiếp, hôm nay rơi có lúc rơi hơn 4%, cuối phiên thì thu hẹp đà giảm còn 3%, còn hơn 3% chút xíu. Và từ đầu năm đó là chúng ta thấy, đúng không ạ, thì giảm rất là sâu. Nhiều thị trường châu Á nó cũng không diễn biến tích cực được đó, và đặc biệt là thị trường Trung Quốc đó. Thì có một cái câu hỏi đặt ra là ở đây mình không phân tích sâu về mặt vĩ mô đâu, mình chỉ phân tích về mặt thị trường thôi, thì có vẻ như là nó sẽ ảnh hưởng theo thị trường Việt Nam ở một cái góc mà mình nghĩ như này. Mình soi chỉ số bất động sản á, chúng ta sẽ không nói riêng câu chuyện của cổ phiếu nào, đúng không ạ? Nhưng ở đây mình thấy là chỉ số bất động sản, đúng không ạ? Chúng ta có thể nói là Vin Vinhome làm nhiễu, nhưng ở đây chúng ta đều nhìn thấy này, đó là nó đang test cái vùng đáy, đang test vùng đáy hồi tháng 8. Và tín hiệu này mình nghĩ là đó là một tín hiệu nguy hiểm cho nhóm ngành bất động sản. Chúng ta soi kỹ một chút đi, thì VIX này, VIX thùng đáy, Vinhome hôm nay là cũng đóng dưới 80, đúng không ạ? Thì cũng có dấu hiệu nó không tích cực chút nào. Thì trước đây thì mình có khuyến nghị về nhóm cổ phiếu bất động sản, đúng không ạ? Mình cứ như tự tin. Và đối với các anh em mà đã đi theo khuyến nghị, hoặc là các anh chị trong room tư vấn á, mà đi chúng ta cùng đồng hành với nhau từ lâu rồi á, thì thắng lợi khá lớn, 10, 20, 30% có nhiều cổ phiếu như vậy.
Nhưng tới lúc bây giờ thì mình nghĩ là mình không tự tin khuyến nghị nhóm ngành bất động sản nữa, tại vì đây có ít nhiều là có hiệu ứng tâm lý, đặc biệt là chúng ta cũng đều biết là có một số doanh nghiệp nhiều nợ, doanh nghiệp nào giảm thì anh chị đều thấy đấy. Vì cái từ nợ nó hơi nhạy cảm, từ cái vụ mà thị trường chứng khoán Trung Quốc, mình không muốn gọi tên cụ thể doanh nghiệp nào nhưng mà nó sẽ tạo cái hiệu ứng chung, nên với mình thì có thể trong ngắn hạn chúng ta tạm tránh nhóm cổ phiếu bất động sản, mà đặc biệt là cái cổ phiếu bất động sản mà nợ cao á, cái tâm lý nó không được tốt lắm, nên giao dịch ngắn hạn thì mình nghĩ là nên nên tránh. Thực ra là nó vẫn ở đó thôi, nó vẫn ở đó thôi, Covid thì nó vẫn ở đó này, nợ cao thì nó cũng vẫn ở đó này, rủi ro doanh nghiệp nó vẫn ở đó này, thị trường bất động sản có dấu hiệu là đóng băng không giao dịch được thì nó vẫn ở đó. Nhưng có một cái gì cú hích đủ lớn này thôi, chúng ta phải nhìn vào nó và chúng ta phải lo sợ về nó, thì thị trường nợ Trung Quốc đã đang vỡ dần dần như vậy. Chúng ta cũng chưa biết chính sách của chính phủ Trung Quốc đúng không ạ, sẽ như thế nào đúng không ạ, thì nhìn qua một nước láng giềng mà cũng có rất là nhiều ảnh hưởng với chúng ta thì đâu đó nó sẽ ảnh hưởng cá nhân mình, nó sẽ ít nhiều, ít nhất là nó sẽ ảnh hưởng theo cái hướng như vậy, nên chúng ta cũng phải dành cái sự cẩn trọng. Và sau cái động thái này thì mình nghĩ là ít nhất là mình sẽ không khuyến nghị cổ phiếu bất động sản nữa đó, thì chúng ta cũng lưu ý cái này, ít nhất là trong cái này hoặc là có động thái mới xem là, tại vì sau đợt này thì mình cũng biết được là cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đúng không ạ, thì ít nhiều nó cũng sẽ có những động thái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, thì mình cũng muốn qua đợt này để tự tin hơn khuyến nghị cổ phiếu bất động sản hơn. Còn trong ngắn hạn thì có lẽ là đợt này tạm loại bỏ bất động sản, tại vì hôm trước mình loại ra là tại sao, tại vì có những lần mình đã khuyến nghị đúng không ạ, và mình nói về sóng bất động sản thì mình vẫn nghĩ là sẽ giá bất động sản nó sẽ vẫn sẽ tăng, nhưng bây giờ doanh nghiệp bất động sản nó có thêm vấn đề nợ, nên là thôi đợi từ từ quan sát thêm, có đủ dữ kiện tự tin hơn thì sẽ quay lại chúng ta thảo luận và khuyến nghị sau đó. Cái ý thứ ba mình thảo luận, ý thứ ba này này là mình nghĩ là cũng hay, mình nghĩ là cũng hay. Break hay chưa, thị trường có sóng tăng mới hay chưa, câu hỏi này nếu anh chị có ý kiến khác, nếu anh chị có ý kiến khác nhé, nếu anh chị có ý kiến khác thì anh chị có thể comment. Ở đây mình nghĩ là mình tin là mình sẽ đưa ra được một cái góc nhìn chuẩn mực trên phương diện phân tích kỹ thuật nhé, trên phương diện phân tích kỹ thuật về cái câu trả lời là có sóng tăng mới hay chưa, thì mình cá nhân mình nghĩ là chưa, chưa có sóng tăng mới, chưa có sóng tăng mới. Hoàn toàn trên cái phương diện phân tích kỹ thuật nhé, hoàn toàn trên phương diện phân tích kỹ thuật nhé. Thì mình hay nói á, là trend is your friend, xu hướng là bạn đúng không ạ, nhưng có những thời điểm chúng ta đâu phải là có xu hướng được đâu, thì chúng ta cũng phải biết điều đó. Và làm thế nào để chúng ta biết, thì chúng ta nhìn vào giá, nhìn vào khối lượng và nhìn vào một số chỉ báo. Thì trong cái đoạn gần đây, thì để ra được cái chiến lược khuyến nghị cho anh em á, thì thông thường là mình sẽ nhìn cái chart, đầu tiên là mình sẽ nhìn vào ADX trước. Và ở thời điểm hiện tại thì thực tế mình nói, thực tế chúng ta đã thấy này, cá nhân mình nghĩ là thị trường hiện tại nó không có xu hướng. Ví dụ một cái vùng của mình hôm trước mình nói là 1.300 tới 1.350 cộng trừ, nhưng mà nhìn ADX dưới 10 thì đây là một thị trường không có xu hướng. Chúng ta hãy nhìn theo cái đường MA20 đi, mà chúng ta thấy là chúng ta hay nói, mình thấy là nhiều người nói là ở thị trường vượt qua MA20, vượt qua ngưỡng kháng cự, hình thành xu hướng tăng mới đó, thì mình không đồng ý với điều đó. Chúng ta hãy nhìn đây là một thị trường không có xu hướng, nó thể hiện là khoảng từ trong vòng khoảng 3 tháng nay thì chúng ta thấy là MA20 bị cắt sâu một lần, hai lần, ba lần, và lần này lần thứ tư. MA20 đúng không ạ, là đoạn xu hướng khoảng đâu đó một tháng đúng không ạ, mà bốn tháng chúng ta bị cắt 4 lần, thì rõ ràng là nó không phải là một thị trường có xu hướng, cắt nhiều như này, nhiễu nhiều như này và nhiễu sâu như này thì không phải là một thị trường có xu hướng. Nên từ ADX này, từ diễn biến giá, từ một số chỉ báo thì rõ ràng đây chưa phải là một thị trường mà khẳng định là có xu hướng. Và nhìn thêm thanh khoản á, nhìn thêm thanh khoản thì cá nhân mình nghĩ là cũng chưa, nên là cái chuyện bây giờ giả sử như là đây là vùng kháng cự thôi, nhưng mà giả sử nó vượt qua cái vùng này này thì đâu đó nó cũng cũng có thể hướng lên một chút xíu, nhưng xu hướng tăng hoặc là chúng ta nói là xu hướng tăng mới thì mình nghĩ là hoàn toàn mình nghĩ là không không đồng ý được cái nhận định đó, cá nhân mình là mình không đồng ý được cái nhận định đó. Có thể là sideways, sideways thì cái range chúng ta có thể là
là xem lại, nó thể là ngàn ba tới ngàn ba sáu mươi mới, nhưng mà đề bảo là hình thành xu hướng tăng mới thì rõ ràng là nó chưa, và nói như vậy là chưa có căn cứ và cũng hơi mất căn bản nếu mà nói về về thuần túy về phân tích kỹ thuật. Còn để mà phân tích kỹ hơn là thứ sáu tuần trước thì có phải break hay không, không phải đây là những nhận định mà từ cuối tuần vừa rồi, chứ không phải là sau cái phiên mà nó hơi xấu hôm nay thì mình mới nói, nhưng đây là những cái nhận định của mình ngay cả lúc mà hôm nay thị trường tăng mười mấy điểm á, mình vẫn nói là mình không thay đổi. Cái này là mình nói về mặt kỹ thuật nhé, nói sơ. Còn để nói là phiên thứ sáu có break hay không á, thì đây là những cái nhận định của mình này. Đầu tiên là mức độ tăng của các phiên cuối tuần và mức điểm số để xác định vượt đấy, thì các phiên cuối tuần vừa rồi ấy, biến động nó không quá 1%. Break như vậy là break không khỏe chút nào. Và giả sử cái vùng đi thì chênh lệch ví dụ 1.500, 1.600 đi, cộng trừ 5 đến 10 điểm thì nó là điều bình thường. Và đặc biệt là khi mà điểm số thì dễ bị tác động bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng mà thanh khoản thấp. Chúng ta có thấy Sapeco, Masan vân vân kéo gánh thị trường như thế nào qua những lúc khó khăn nhất, đúng không ạ? Cái thứ hai là mình nghĩ là thanh khoản chưa trở lại. Thanh khoản ở vùng 1.350 phân phối trước đây là 40.000 tỷ trên HOSE đúng không ạ? Và 50.000 tỷ trên ba sàn. Thì có lẽ là mình nghĩ rằng là nếu mà trừ phiên ATC đáo hạn, ATC của ngày đáo hạn và ngày ETF á, nó đẩy thanh khoản lên á, thì mức thanh khoản ở mức kém. Mức thanh khoản hôm nay thì thực ra là buổi sáng vẫn kém, nhưng mà buổi chiều khi áp lực bán gia tăng á, thì mình thấy là nó mới gia tăng, nên thanh khoản mình nghĩ là chưa đủ. Cái tiếp theo là sự không đồng thuận của nhóm cổ phiếu. Thị trường hiện tại mang tính đầu cơ khá là cao nhóm cổ phiếu nhỏ, và VN30 thì mình nghĩ là không đồng thuận đó, nên là mình nghĩ rằng là đây cũng là một dấu hiệu. Thực tế là có một cái cách mà để mình phát hiện ra tại sao thị trường chứng khoán Mỹ rơi mạnh ấy. Có nhiều anh chị nói là vậy thì sao không giao dịch ở Mỹ, nhưng mà thực ra là mình cũng có quan sát hết, mình cũng có quan sát dành thời gian quan sát ít nhiều, thì không giao dịch chứng khoán thì cũng có giao dịch nhiều sản phẩm khác. Thì mình thấy là ví dụ hôm trước mà Mỹ tạo đỉnh thì chị có thể xem lại đúng hay không á, nghĩa là nó có sự phân kỳ giữa Dow Jones và S&P 500, nghĩa là S&P 500 vẫn lao lên nhưng mà Dow Jones lao xuống đó. Thì sau cái sự phân kỳ đó thì một thời gian khoảng đâu đó một tuần á, thì nó cũng chứng kiến là hai chỉ số rơi, thì VN30 và VN-Index hiện tại mình nghĩ là cũng có cái góc nhìn kiểu kiểu tương tự như vậy, nó không có đồng thuận, nên mình nghĩ là cần đáng chú ý đó. Thì đây là những dấu hiệu mà mình nghĩ rằng là làm với mình thì nó chưa break, chưa phải là break gì cả. Và giả sử bây giờ có break á, thì chúng ta vẫn thấy là có tăng, có đi ngang, có giảm rồi qua đi ngang rồi mới tăng, thì mình vẫn nghĩ là đây là trading range thôi, chưa phải là tốt, nhưng mà cũng cũng gần như là phiên hôm nay thì chắc là không phải là xấu. Đó, thì thêm một cái nữa thì mình có thể thảo luận đó là về diễn biến của nhóm small cap ấy. Thì hôm nay small cap lại khớp kỷ lục. Cuối phiên thì nó không có giảm nhiều, nhưng với cá nhân mình thì mình thấy là động lượng nó cũng tương đối là đạt ngưỡng. Và hôm nay thì thêm một cái cây volume lớn nữa. Mình duy trì cái quan điểm là trong tuần này có thể là thứ ba, thứ tư, năm gì đó thì nhóm small cap này có thể hết sức là nhạy cảm. Sau khi mà Fed họp xong thì nếu mà cái diễn biến nó xấu thì chắc là nhóm nhóm small cap này là nhóm bị bán đầu tiên, nhóm bị bán đầu tiên và bị bán mạnh, nên là trong tuần này thì có lẽ mọi người cũng hết sức là chú ý với nhóm VN small cap này.
Còn chặng giao dịch phía trước thì có lẽ trong tuần này thì cái chuyện mà kỳ vọng mở cửa và diễn biến dịch bệnh thì chắc là nó cũng có một cái điểm sáng thôi. Còn đâu thì chắc là cũng chưa có điểm sáng nhiều về vùng về những cái tiêu cực. Thì mình nghĩ là trong tuần này cũng không còn biết là tích cực hay tiêu cực, nhưng mà có lẽ là nếu bây giờ chúng ta vào vị thế thì có lẽ là chúng ta thấy là hơi vội, bởi vì cái diễn biến này nó lớn quá, diễn biến đáng chú ý từ thị trường chứng khoán thế giới với tâm điểm là Fed họp. Và chúng ta thấy là cuối tháng 9 thì có số liệu vĩ mô kết quả kinh doanh tháng 9, và số liệu vĩ mô thì mình nghĩ là sẽ khá là tiêu cực, nên là có lẽ là chúng ta cũng 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 không việc gì phải vội. Tóm lại về thị trường thì đó, mình nghĩ rằng là cá nhân mình nghĩ là cũng chưa có sự breakout gì đâu, breakout mà nó thuyết phục gì cả, cũng chưa có xu hướng tăng mới nào cả, chưa có xu hướng tăng mới nào cả. Nhưng phiên hôm nay thì cũng không có điều gì gọi là quá tồi tệ, cái điều gì là quá tồi tệ. Nhìn chung thì trạng thái tích lũy của thị trường thì vẫn vậy thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đã nói là sideways thì ở vùng cao như này này, ở vùng cao như này rồi thì chắc là phần phần không biết là nó bao nhiêu điểm cụ thể, tại vì đâu đó cũng trừ thì do cổ phiếu lớn, đâu đó cũng trừ thì do cổ phiếu lớn. Nhưng mà vùng này rồi thì chắc là nếu mà mua vào mới á, thì phần lợi nhuận nó thấp hơn so với phần rủi ro, nên là chúng ta cũng hết sức cân nhắc cho cái vị thế mà mua mới đó. Thì đó là một số điều mà chúng ta cũng tóm tắt lại đã nói. Thì có lẽ quan trọng nhất những cái nhận định về 3 và 4 thì nhìn chung là nó là nhận định và nó phụ thuộc vào cái số 1 thời khắc quan trọng, và khi bức tranh lớn có sự thay đổi thì cũng không có sự vận động nhỏ nào mà không có sự vận động nhỏ nào mà nó thoát khỏi cái sự vận động lớn. Nên nhìn chung thì bây giờ vẫn nhận định thị trường thì nó mang tính chất tương đối vậy thôi. Thì đó, thị trường thì cụ thể cái view của mình về phiên tuần rồi như nào, biểu đồ kỹ thuật như nào đó, thì là nó như vậy. Thì mình cũng đã trình bày rồi, nhưng quan trọng nhất thì vẫn là xem xét diễn biến lên thị trường. Một chút ngắn gọn trao đổi như vậy thôi. Trao đổi kỹ hơn thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ có ở trong những cái room chat, có được ở trong những cái sự tương tác. Nếu anh chị muốn thì anh chị có thể đăng ký vào các room tư vấn, đúng không ạ? Thị trường luôn là vậy, không dễ, nhìn nó vậy thôi nhưng mà không dễ. Có lẽ là tất cả chúng ta cũng cần cái sự tỉnh táo nhất định. Mình cũng rất là vui khi hôm nay mình cũng làm được thêm một điều nữa, đó là mình luôn như vậy, luôn bảo thủ luôn bảo thủ, luôn giữ quan điểm. Thì có lẽ là những điều này thì có lẽ là trong các room chat thì sẽ thảo luận được kỹ hơn. Thì đó, những điều mà mình nghĩ là mình cố làm được, tự 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 nghĩ kỹ lại, tự khách quan nhất có thể và cố gắng duy trì quan điểm. Ok mọi người ạ, thì đó là những nhận định khách quan thôi. Các anh chị hy vọng là chị tham khảo, theo dõi và có những cái ý kiến chúng ta trao đổi được với nhau để có một bức tranh toàn diện. Nhớ mọi người nhé, theo dõi, bởi vì mình nghĩ là không biết là tốt hay xấu nhưng mà thời khắc quan trọng có vẻ như là cũng sắp điểm. Cảm ơn mọi người nhé, và gặp lại mọi người ở trong những buổi sau.